Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi bóng đá hôm nay ngày 9 tháng 12 và rạng sáng ngày 10 tháng 12, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu cuối cùng của vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa giải 2020-2021. Trong số những đội bóng lớn tranh tài lượt trận đấu diễn ra đêm nay, Real Madrid nhận được sự quan tâm rất lớn. Sau trận thua Shakhtar Donetsk, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có 7 điểm, tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng B, kém Mönchengladbach, đội dẫn đầu 1 điểm. Hiện tại, cây kèn trắng không còn đường lùi, họ buộc phải giành chiến thắng trước Mönchengladbach để chắc chắn đi tiếp. Nếu như bị đại diện của nước Đức cầm chân, nguy cơ đội bóng giàu thành tích nhất châu Âu bị loại là rất cao. Một đại diện khác của thành Madrid là Atlético Madrid cũng cần giành ít nhất 1 điểm ở trận đấu cuối cùng của bảng A trước Salzburg để đoạt tấm vé còn lại. Nếu như thất bại trước Salzburg, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone sẽ nhìn đối thủ giành vé đi tiếp. Trong khi đó ở bảng D, Liverpool đã giành vé đi tiếp nên Atalanta và Ajax sẽ quyết đấu để giành tấm vé còn lại. Hiện tại Atalanta đang nắm lợi thế khi hơn Ajax 1 điểm, nhưng ở lượt trận cuối, Ajax lại được thi đấu trên sân nhà. Do đó đại diện của Italia không được phép chủ quan.